thông anh Phát. Trời ơi, trời, cái nạn thun dữ dằn bộ. Đâu vậy, đâu ra vậy, được vậy? Hả? Nạn thun, nạn thun. Bữa gì? Ê, ê, rảnh không, rảnh không? Đang rảnh luôn. Ra nhỏ hai đứa nhỏ tiếp giùm hai cây đó đi. Trời đất ơi. Miệng xèo à? Miệng xèo à, thử nhỏ mày. Chuyện nhỏ để em. Ừ, trời ơi, hai đứa nhỏ giùm thử ơi, lên không? Ừ, Ly Ly đi mua cái bồ cho ý. Chắc vậy luôn á. Anh Phát giờ đang chuẩn bị xe luôn. Đang chuẩn bị xe. Chuẩn bị xe luôn, đi mua cái bồ cho hai đứa. Đây là lỗi kỹ thuật thôi. Sao bây giờ đó hai đứa nhổ một cây 500 ngàn, nhổ nổi không? Sao nổi? Ừ, thử ơi. Trời, mấy ổng cầm sâu lắm mà, bữa thứ cầm không, sâu. Không, cái này nè, có khoảng chừng mấy thước ở dưới à, không có sâu. Đúng rồi. Ừ. Thử ơi, thử ơi. Này lấy cái gì á, lấy cái gì kéo lên chứ sao nhổ được. Mua cái, kiếm cái xe cuốc á, cuốc lên. Đúng rồi, vậy đi ngoài mướn đi. Trời, mướn xe cuốc quá. Bây giờ anh tin mà mình anh nhổ lên cái cây này không? Nữa, nói nữa. Thét. Nó hơi bị quá luôn á anh Phúc. Bởi vì mình cuộc sống mình á là cái gì nó phải có thế nè, có mẹo, có nè nè. Mình ơn anh phải không? Mình ơn anh. Nếu mà anh nhổ được em cho 500 ngàn. Được. Một mình anh nha. Thôi vậy nhổ hết cái dạng này luôn. Không, cái cây này thôi. Anh làm cách nào kệ anh, nhưng mà mình ơn anh nhổ lên cái cây này được phải không? Ờ, nhưng mà không có cho người tiếp nha. Ok, rồi anh Phát, Phát. Lại. Ủa, nó không cho người tiếp lại, làm chứng cho em. Em nhổ cái cây này lên cho em 500 ngàn. Đây, đây, cái cây này nó rất là sâu. Đây, không có cho lên nữa. Đây, rất là cứng nha cả nhà đây. Đây cả nhà nhìn dưới nè, nó cứng nè. Ừ, thử rồi. Cái cây này nè. Em thử chứ. Ừ. Ok, thì ngày hôm nay sẵn là Ly Ngô mà được 500 ngàn là mình chỉ cho cả nhà cái mẹo luôn. Chỉ cho Ly Ngô luôn, mình nên em nhổ được cái cây này. Thì không à, với cái sức mình nên mình không cần ai hết trơn. Bây giờ chờ anh chút xíu đi, để anh chỉ cho em lấy cái cách lấy 500 ngàn. Chờ nha, đứng đó chờ nha. Ủa làm sao trời? Đây nè. À, đầu tiên đó là mình kiếm cho mình một cái cọng dây. Và thứ hai là kiếm cho mình một cái khúc cây. Đây nè, mình muốn mà cái nhổ những cái cây mà dưới sâu lên á, thì đầu tiên mình kiếm một cái khúc cây nha. Đó, đặng mình làm cái đòn bẩy. À, à. Người đứng đầu á, dở lên. Ừ, đúng rồi, dở lên nè, để làm cho dở lên. Ủa sao nó mình ơn anh mà sao nó là bây giờ người đứng bây đầu. Bây giờ anh chỉ cho em làm được, anh lấy 500 ngàn luôn. Sao em làm được mà anh lấy 500 ngàn, hơi thì vô lý luôn á. Cái này là tại vì anh chỉ cho em biết được cái mẹo nữa. Dở quá trời dở à. Tại sao anh cưa, anh lại cái cưa một cái cây cao, một cái cây thấp. Đúng không, tại sao không cưa hai cây bằng nhau. Nếu mà cưa hai cây bằng nhau mình khó gỡ lên. Đầu tiên mình sử dụng một cái cọng dây luộc nha cả nhà. Đây, một cái cọng dây luộc vậy nè. Xong mình sẽ đưa qua. Đưa qua đây, mình đưa cái cọng này dài dài ra. Đó, biết sao nặng chút xíu mình quấn được nhiều vòng. Đây, quấn vô. Rồi xong mình sẽ quay vòng xíu quấn vô vòng ngược nha. Đây nè, đó, đầu cây nè, bây giờ mình nhắm mình đi. Đây là cái cách mà nhổ cái cây mà cứng thiệt là cứng nha. Cứng cỡ nào nhổ, cứng nhổ cũng nhẫn ra. Đây, đó, mình đi. Đó là cái cọng dây nó siết nè. Đó, càng đi là nó càng siết rồi ha. Đó. Đây, đó. Đây, mình siết nó xuống. Là cho mình đi chút xíu là cái cây nó xây nè, thấy không? Xây theo, thấy không? Đó. Rồi nè nè nè, đi thứ ai, đi Liên Hô cầm đi thứ ai. Cái này giống như. Ừ. Đó, đi thứ ai. Đó. Rồi đi thêm vài vòng nữa đi, chạy nhanh lên, nhanh lên. Thí dụ mà cái cây á, mà nó cầm càng sâu càng cứng á, là mình sẽ sử dụng cái cây này càng dài. Đặng nó tạo một cái lực. Gì thôi hả? Cái này giống xây lúa ngày xưa ta. Đúng rồi đó. Ê, thấy lên chưa chứ em thấy chóng mặt nữa. Ừ. À, ngày xưa là có cái câu chuyện của bác Ba Phi đó. Là bác Ba Phi xấy lúa, cái thấy con cọp nó đi đang đi vòng vòng nè. Cái thấy con cọp ở xa lại ha, cái ổng á là ổng né núp ra, cái ổng nhìn con cọp vào lên cây này nè. Dính cái móng như này mà ăn cọp mà xây vòng là ổng xây được mấy tấn lúa luôn á. Gì? nói như đúng rồi trời cha nội. Thầy biết chuyện bác Ba Phi mà. Vậy ha. Rồi đi đâu đi hoài vậy? Nhổ lên. Rồi sao không nói nãy giờ đi trời. Nhổ lên, nhổ lên. Sao? Nhổ gì hả? Sao vậy được? Đây nè, thì nắm vỗ nhổ lên rồi lên rồi. Nè. Ủa? Ê, ê chú. Thấy không? Cái gì? Thấy đơn giản không? Ê, cái cây này nó sâu lắm chứ không có cạn. Đó. Ai nói cạn? Sâu tuốt chứ luôn. Đó. Nhổ lên rồi á thì bây giờ còn cái cây này nè, thì mình cũng làm như vậy, nhưng mà một cái cây á là nó sẽ đơn giản không? Ừ. Mình không cần dùng lực luôn. Nhớ nha, thí dụ mà hai cây hồi nãy mình kẹp cho hai cây á thì mở không nổi. Đây. Đó, thì mình nó đưa ra, đưa cầm ra đây qua nè. Đó thì mình sẽ quấn theo cái chiều này. Đó. Đây, quấn vô. Trói chặt phải không? Đó, đưa vô đây. Nhớ nha, đưa vô sâu nha. Đó. Đây, là mình xây nè, cái cây lên nè, phải không?
xây được cái cây này rồi nè, mình thử sử dụng á là đút cái cây này vô sâu vô. Sử dụng đường 7 nhắc lên luôn. Ghê vậy? Ghê vậy? À. Hay không? Không có cần mà lực kỳ gì hết trơn á, bởi vì mình yếu á là mình phải dùng sức, dùng lực, dùng thế. Dù là cây bự hơn là cũng nhổ được hết. Đúng rồi, cây sâu cái nào sâu cũng nhổ được hết trơn. Bây giờ mình nhổ sổ nhổ hai cây, cây này một lượt luôn nè cả nhà. Đây, cái này là cứng khỏi chơi rồi nè. Đó, bây giờ mình nhổ hai cây một lượt luôn. Đây. Ra vô đây, trồng qua đây. Vậy là đó, trồng lại mới nữa. Cái quay cái nó lỏng á anh ha. Đúng rồi. Nè. Đúng vô. Rồi, xay ấy. Đây nè, đó. Nói cho móc 500 ngàn ra trả đi, đừng nói nhiều. Chưa. Đây nè, cả nhà thấy không? Hai cây mà bắt kéo nè, bây giờ mình xay nè. Rồi gãy luôn. Gãy luôn. Thấy ghê chưa? Thấy ghê thiệt luôn. Ghê anh thức thiệt. Rồi. Nó chéo nó gãy là cả nhà thấy cái lực mà của cái cây này như thế nào rồi đó. Anh Thức có con cây em chỉ anh, anh bứng lên anh Thức. Đây nè, lên rồi nè. Đó. Thấy không? Hai cây. Vô còn này. Cây thứ ba nhổ luôn. Đây cây nữa nè. Móc 500 ra trả đi, đừng có nhìn mà ghê 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 hoài cả nhà thấy không? Ủa nè, cá hồi nào ông ý cá này đâu cá. Ý cá hay ý? Em cũng không có cá gì đâu, không biết gì luôn nha. Rồi nè, đó, mình đưa một vòng rồi xong mình đưa ra mình quấn. Quấn vô cọng dây luôn. Đó, cái mình xây nha cả nhà. Nhớ nha cả nhà, mốt á mình á là có mà dạng mà đi nhổ mấy cây trụ điện, trụ đá nè, cột điện ta đó mình sử dụng cái cách này. Gì hả? Còn cây nữa nè, họ nhổ luôn đi, đây nè. Đây nè. Nhổ được cây này đi. Đây. Nó xây được rồi phải không? Nè, nắm đây nè, đưa vô cây này. Nhổ lên. Nhẹ hiu luôn. Nữa rất là nhẹ luôn nha. Cả nhà biết cát mà, nó dính dừa gì. Có thể là cây sâu hơn là cũng nhổ lên. Đúng rồi, sâu cỡ nào sâu cũng được hết trơn. Thường thường cái cách này là để cho người ta là nhổ nọc. Nhổ nọc là mấy cái cây nọc dưới sông này nọ đó. Đó là ta sử dụng cách này. Thôi cả nhà mà thấy có liên hô có thiếu mình 500 ngàn thì nhớ comment bên dưới giùm mình nha, để mình đòi nha. Có ai biết gì đâu trời. Ai biết gì đâu. Không biết gì luôn á.